Hôm nay đại lý Rohe Tô Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái vòi sen. Cái vòi sen và cái thân trực cây sen. Cái dòng của cái dòng Tempesta Cosmopolitan 100. Thì cái này có cái mã hiệu là 27787002. Cái này được sản xuất ở Đức, made in Germany. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có ba bộ phận như này: tay sen, cái thân sen trượt và cái dây sen nha bạn. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem cái bộ phận bên trong của nó. Thì cái này thì nó có một tay sen nè. Có 3 chế độ cho bạn, 3 chế độ khác nhau. Cái bát sen của cái Rohe này nó có thiết kế rất là đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt. Cái này các bạn nếu mà muốn xem cái bộ phận chi tiết của thiết kế cái này nè, nó có giới thiệu bên trong thì chúng ta dễ phân biệt ra. Trên đây thì nó có cái chữ Rohe in nổi nha bạn. Nó không phải này, nó đúc luôn hình nổi chứ không phải là in hay là khắc lên đây. Trên đây thì có một cái lưới lọc để ngăn các chất bẩn vào đây. Cái này là cái này giữa cái tay sen. Theo là cái dây sen. Thì cái dây sen này dây sen trơn nha bạn. Dài 1m2. Dây sen của nó. Dây sen trơn bằng nhựa màu xám. Đây là một số bộ phận để giữ cái thân sen nè. À quên cái thanh trượt. Còn cái thanh trượt này thì chất liệu bằng làm bằng đồng mạ rôm niken nha bạn. Thì cái này á, thường vòi sen của Rohe á, thì nó sẽ không có cái tay sen. Nên quý khách mua cái vòi sen thì có thể mua thêm cái bộ phận này để chúng ta lắp thành bộ. Quý khách cần mua sản phẩm có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website của tôi.